Xin mến chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cách trồng cây đu đủ nha các bạn. Đây là cây đu đủ mình ươm bằng hạt đó các bạn. Cây đu đủ này là loại trái dài. Chúng ta biết là đu đủ thường nó sẽ có hai loại. Một là trái dài và hai là trái tròn. Trái tròn thì nó sai trái hơn, nhưng mà là trái bà con vẫn ưa chuộng nhất là loại đu đủ trái dài, là nó dày cơm và nó ngọt. Đu đủ này là mình có thể là trồng được rồi các bạn, nhưng mà mình chưa có thời gian cho nên vẫn chưa có trồng nó được. Nay mình ươm bằng hạt nha các bạn. Khi mà mình gieo lên một cái luống đó, rồi cho hạt đu đủ nảy mầm lên rồi đó, cây khoảng chừng hai hoặc là bốn cái được hai hoặc bốn lá là mình sẽ bầu ra như thế này đó. Khi mà cây nó đầy đủ mạnh rồi đó thì mình sẽ dung mô và trồng nó. Đây các bạn thấy không, đu đủ khá là tốt. Khi mình ươm vô bầu như vậy nè các bạn, mình phải để cây đu đủ con này ở một cái vị trí thích hợp, không quá nắng và cũng không không phải là mát hẳn nha các bạn. Nó phải có nắng, nếu mà không có nắng thì đu đủ mình sẽ vàng và có thể nó thối gốc và nó chết. Cái bên đu đủ thì mình cũng có ươm vài cây mồng tơi các bạn ha. Đu đủ này rất dễ là ươm các bạn. Mình sử dụng một cái trái đu đủ chín mà mình cảm thấy là trái nó đẹp, nó lớn, dày cơm, cái dài thì mình sẽ lấy hột và mình gieo nó lên. Để trồng một cây đu đủ cho nó hoàn chỉnh và nó tốt nhất đó các bạn, thì đầu tiên là mình phải lên mô cho đu đủ nha. Đó, mình lên mô thì xong xuôi đó thì mình phơi nắng khoảng chừng 15 ngày, rồi sau đó mình xuống giống. Và đây xin giới thiệu với các bạn là cây đu đủ mình trồng được mấy tháng rồi, khoảng 4 tháng rồi. Đây các bạn thấy không, đu đủ bắt đầu ra hoa rồi đó các bạn. Tác dụng của việc mình lên mô đó các bạn là để khi mà mình tưới nước, nó mới dư nước, hoặc là trời mưa hoặc là nước ngập thì cái đu đủ của mình sẽ không có bị úng và thối rễ. Đó các bạn thấy không, và bên đây nữa nè, bên đây cũng là một cái cây đu đủ nữa nè. Đó, cây đu đủ ở bên đây thì cũng đang ra hoa nha các bạn. Và đây là cây đu đủ đã cho trái các bạn. Đây các bạn thấy không, đây là mình giới thiệu sơ cho các bạn về quy trình trồng cây đu đủ các bạn ha. Rất vui được chia sẻ cùng các bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Mình xin tạm dừng video tại đây nha các bạn. Chúc các bạn một buổi chiều thật là vui vẻ và an lành. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt.